Quý vị cũng quan hỷ cho đồng đạo siêu mỏng thì tánh thuần lương, vẻ mặt vui tươi, không có được là trang nghiêm. Vì vậy mà quý vị cũng là thông cảm cho đồng đạo siêu mỏng. Vậy trước khi đồng đạo lên để trình bày cùng quý vị giao duyên, ủng hộ cho đồng đạo một tràng vỗ. Đây là khu vực cỏ phía trước sân của chùa Bồng Lai. Giờ này là 2013, cái năm thành lập. Ba là cái năm trùng tu cái ngôi chùa này lại. Ở đây là phần trong của ngôi chùa Bồng Lai. Ở đây là cái chuông, cái đại hành chung. Còn cái đại đờ bàn thờ phía trước, cái chuông tam thánh. Dân qua rất là đẹp luôn.
hôm nay mình thấy trang hoàng mà bông hoa rất là đẹp luôn. Phật quang phổ chiếu. Đây là Tây Phương Tam Thánh nè. Rồi, bây giờ mình đi chở ra. Em nói gì qua này? Hùng Cần Thơ hả? Bình. Bình Cần Thơ. Ở đây là tượng mẹ Quan Âm. Tượng mẹ Quan Âm bữa nay mình thấy mây dần vũ cũng dữ lắm rồi nè. Còn ở đây là cái phần cảnh điện của ngoài. Ở ngoài mình nhìn vào nè. Bây giờ Nico mệt quá nằm nghỉ rồi nè. Rồi, tiếp tục luôn. Ngày chắc của đồng mình. Trời quá đủ, chân chân vừa sớm. Là cái cuộc đời đó là có như là chắc thằng tạo đồn. Cuộc đời thằng tạo đồn là ngon. Cơn quả thân ngô đó mở quần. Chắc lộn là nhàn thân vinh chính tẩm. Tầm gặp thú quý thở bò cô. Hồng trần chẳng điểm nha về nhẹ. Chân đỉnh mạng mang lối mở quần. Chắc lộn nhà thu vinh chính tẩm. Tiến quyền tẩm tẩm bỏ quần ngon. Vậy thì bây giờ đây đó là chúng ta hôm nay cuộc đời đó là tàn hồn tàn hồn. Trong người xưa nói rằng hạ nguyên mỗi dẫn mỗi mòn mòn sông mòn biển lại còn mòn non đổi chồng đổi vợ đổi con đổi non đổi núi đổi hòn mà tiên đổi con đất lại đổi tỉnh biên tất sơn lại đổi qua điên người đàn qua liền năm nước cả đàn qua lộ dân giáo máu toàn thành sinh đổi việc mỗi việc đổi con đổi năm đổi tháng đổi tân là giờ đổi ông cha đổi nhà thờ đổi tiền đổi mãi đổi cầu nam ăn cầu xây lâu á nước trà vào cổ đó là vẫn an như thầy vì vậy mà ăn cơm thêm đi anh hôm nay quý chúng ta thánh nhớ thầy cho nước an vậy là bây giờ ai muốn ăn rồi lại bó ăn thêm ai muốn ăn rồi bó ăn thêm nấu trực tiếp thầy ai nãy đó về cơm tôm của mình là nấu là ăn luôn muốn nấu luôn đó chị tại vì bữa nay không có nấu cháo cơm ăn thêm để giữ cho nó tiện cũng chống đổi thay để cuộc đời thay đổi nha. Cho chúng tôi bàn ở đây là phòng bóng thôi nha. Bây giờ chúng tôi đều thấy là không phải câu câu tiếp còn bây giờ đó là câu trước cái còn kia được. Bây giờ đó là trời quá đổi kinh thần lúc mình ngon lúc mình ngon đèn lúc mình ngon nha đèn tiếng lần bây giờ mình ngon đó là cô bác cả trang mình đó là mình ngon và thà chắc tốt là chỉ cho một ngày thôi. Thứ hai là cái thân ta chắc tiêu, thân ta là nhất mình ngon là thân ta có ngày ta chết lây vơi là nhất mình ngon tức là cái thân mình đó có lúc mà 1 tuổi cho đến 20 tuổi là ban sáng tới chừng khoảng mà 20 cho đến 40 50 40 là trời trưa đồng thời 50 60 là xế xế 70 giờ này sau 80 sau là tối là sắp chết mà chết chứ không phải là giờ không đâu mà trẻ cũng chết nữa đời hạ ơi hay chết tuổi xanh duyên thọ trước nhan hồi còn trẻ thì vậy mà đất con người chúng ta sống trong thế gian lây quay là chết lây quay rồi là tiêu cho nên thì vậy mà đó là cô bác cả trên mình biết đó là có như đó là hạ hơn cái đời hạ hơn này đó là con người lên quê đó là chuẩn quá thôi ngay chuẩn để là kế làm chồng vợ kế xuôi ra gia nhân tóc bạc rồi trắng rụng kế đám cầu ra kế tóc ba lại đầu cho nên nó thân mà người sắc bên đe muốn cầu điện hệ quán đề này đi ra một phép chết chi một phép rồi ngồi lại đến lúc nhỏ ơi không lúc nào thẳng tư những người hẹn đó hạ hơn là bây giờ thân người đi sắc bên đe nha muốn như thế, muốn như thế nha. Cho nên thì thế mà
ông rớt cái nhập diễn, nhập diễn đó. Vậy mà đem quay sau đâu có thể chết đấy. Đi qua mái tóc còn đen còn đớn đớn, hàm răng chiếc nụ chiếc lưng lai, lọc lèo cái mắt chân mờ tỏ, gặp phải ba cung vợ tình sai, phiên một nỗi này e chắc lắm, đi đâu phải tối cái bệnh còn dài là nguy hiểm. Đây đây là chết nha, đây là tiêu nha, là thanh ta không còn nha, thanh là chết. Cái thật nhất là những cái sân, cái bệnh, cái lão, cái tử, điều đặt trên cuộc đời của người này, rồi đến người khác, rồi đến người khác nữa. Nghĩa là tất cả nhân loại không thiếu sót một ai. Nó sẽ bị quy đó còn đi đâu. Cho nên vậy mà ở đây thì bán đó, mà có bán đặc quá nè. Mẹ qua rất là mãi có chết. Thở về rồi. Thì nãy đó thở về rồi. Về cái nào cũng có nhau. Về cái nào cũng có nhiều. Nên hỏi đấy. Không chỗ nào chẳng có cái chỗ. Thân người này ra đất ra hồn. Mặt quê mở. Mặt quê mở. Thân quý chết. Mặc lên cho chết, tiếp sau không không biết mà từ người đánh nhau, giữa chết mọi người, vòng thầy ký, vòng thường thầy vợ. Trong kinh nói ra, cái tiền đâm xuống, đâm chỗ nào cũng có thân người hồi xưa. Hồi xưa thân là nhiều lắm, cho nên nó phải là vô lượng thứ. Mình vô lượng đó là vô lượng lần đầu, mình đã linh hồn, vô lượng lần đầu. Cho nên vì vậy mà nó là vô lượng thứ ở trong thế giới. Vậy mà thế là lúc mình thôi. Bây giờ chúng ta đã đèn cứu sau này. Bây giờ vừa ngon tức là mình đó là thân con người chết. Cảnh đời sẽ tiêu. Vì vậy mà chúng ta đã đèn cứu sau này. Nghĩa là thế gian quá khổ. Mà quá khổ thì đèn cứu sau này. Đức Thầy đó là chúng ta là vị Phật là có đèn cứu. Đức Thầy ta đó là xưa nay không có mấy kỳ. Dương cần có Phật. Vậy thì xuống đây là đèn cứu. Mà khi đèn cứu thì sao? Đèn cứu đó là đèn trí huệ. Đức Thầy chúng ta là có con thuyền bất ngã là trí huệ sáng suốt mà đèn trí sôi đầy sôi khắp hết, sôi đầy tức là sôi khắp hết. Bây giờ đó là Nam Trung cùng Bắc một tay giáo đời. Đồng thời đó là Đức Thầy đó là để cho Thầy đi dạo tá bà đặng giải kẻ đàng xa chưa rõ. Vì vậy mà Đức Thầy đó là chân lý. Đức Thầy đem cái đạo ra, đem chân lý là coi như là sôi cùng khắp hết để cho mình giác ngộ. Bởi vì khi có chân lý mình mới giác ngộ, có đạo đức cô bác trận trên mình giác ngộ. Lúc mình hôn là trời sắp tối, là cảnh thế gian quá khổ. Bây giờ đó là quá khổ rồi thì sao? Bây giờ đèn trí sơ đề tức là đem cái đạo dạy để cho là coi như là chúng ta hiểu chân lý, chúng ta biết được chân lý, chúng ta nắm rõ được chân lý để quý vị mà đang nương vào tu. Mà giáo lý cô bác trận trên giáo lý nào là pháp môn quý vị mình nương tới đây mình hạnh phúc. Đức Thầy cho biết sao? Giáo lý Thầy tuyệt vời. Giáo lý Thầy ở đọc như là ngọt nè cho báo. Đức Thầy nói là xem kẻ này như ngọt, như ngà, phải nảy nở như câu mơ thuận. Quý vị mình đã đọc nhãn đi là ngọt ngà cho báo không nha. Bây giờ đọc nhãn đó Thầy đọc ngà nè. Đức Thầy nói là ai thủ bóng thì ta giả ít đợi cho rồi hết giận ta phi chữ nhãn hòa là hệ đầu tiên thì không có mang tu thù quá giữa tiếng nói hay vừa thất tốn chữ từ bi ta giả hiền chữ quán thù quá lại giữ hiền thì thù quán kêu ta mới thoát chữ bản tác đầu cho đến trước cũng kêu sang rất thật mới là bước ra đèo ngắn nói thật thà dầu khô khéo cũng là giả dại nếu trên đường ác cơ bị hại thêm xa cơ lại bị xích xiềng vì đời nay chúng nó dụng tiền ít ca dụng chữ nhân chữ nghe chữ nghĩa. Phật đạo Phật ai mà nữa ta cũng đừng ghi nhớ mấy người để mấy điều thì đáng ngang người đó cô bác chạy xe mình vương tài giảng thầy ta mình nhẫn nhịn chạy vào xuống đó mình đó là ai chỉ mắng tay biết rồi chứ đó là dạ người mà nhà người đó cho mình biết không chứ nhận ấu của mình rồi quý vị chúng ta hôm nay có một người đáng ngang giảng biết thầy là giáo lý là cho chứng dương lý là chúng ta nói cho đó là nếu như mình đó là phát con đôi cho ta. Cho nên đó là thầy dạy mình sao? Dạy mình đó là đọc giảng đó. Để thân thiện nguyện đêm thanh hãy là cái ngọc để gặp ngài sau. Đó là đèn tiến xoay đầy. Bây giờ đèn tiến đã xoay đầy cùng khóc hết. Lúc mình nói đèn tiến xoay đầy tiền đã phản. Bây giờ mình biết đạo rồi, giáo lý học biết rồi. Hôm nay cô bác cạnh tranh giáo lý là dạy mình đó là hiếu thảo nè. Dạy mình đó tôi không có tỉnh độ nè.
dạy mình nó tu đó là bất chánh đạo nè, dạy mình giữ tâm ta ngũ thường nè, cho nên vì vậy mà nhân đạo Phật đạo mình có rồi, bây giờ biết rồi, dòng thời đó là ác, là quấy, cho nên vì vậy mà lúc mình hôn đèn trí đại bây giờ tìm nẻo thẳng, bây giờ biết đạo rồi là tìm nẻo thẳng đi về cực lạc, bây giờ tìm nẻo thẳng là sao? Não chạy nẻo thẳng thì tắt. Cô bác và anh chị em mình nó chạy xe đi vòng lâu lắm, đi tắt đi, kiếm được tắt đi mau, mà pháp môn tịnh độ là tốt là đi mau. Đức thầy dạy mình nha, môn lòng thương chúng thiết phương tịnh độ, bạn dắt nhiều tất cả chúng sanh, nếu ngài cố chí làm lành chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật dầu tiêu phàm ma quỷ súc sanh cứ nhân tâm tính nguyện phụng hành được cố cánh về đây ăn dưỡng, chỉ một kiếp tây phương hồi hướng thoát mây đầu giấc cột lưng hồi, chỉ có kiếp thôi mà cô bác dạy cho em mình nó nặng kiếp được thôi. Giờ đây thì ba đề tài thì giờ này đúng giờ một tiếng hậu vậy. Trước khi dứt lời xin cầu chúc cho toàn thể cô bác dạy cho em chúng ta trong cái đêm nay, chúc cô bác dạy cho em mình đó mình an lạc và mình hạnh phúc. Trước quý vị mình đó, chúng ta đó là khi sáng cúng rồi khi về nhà bác cho mình làm sao mình sửa mình nha, sửa mình cho nhất là về đó là nếu vợ đi về đâu chồng khen, mà chồng đi vợ khen, mà con đi thì cha mẹ khen, về cái nhà tốt, đi thưa về cũng phải trình nha, đi thưa về cũng phải trình công như công ngôn ngôn công dung ngôn hạnh Phật thân mình phải trao. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng tôi thay mặt ban minh chung cho đồng đạo sáu lần một vàng vỗ tay. Quý vị biết đó là chương trình là nghi vấn là phải nói hết sức là khó, mà lại là can giờ nữa. Vì vậy mà sáu lần không thể nào mà làm cho nó nhớ nổi. Còn riêng về chúng tôi làm siêu ngôn mà đứng ở sau quèo hoài tôi cũng không nhớ nổi nữa. Vì vậy quý vị cũng thông cảm. Giờ này đến cái phần thứ hai là được đồng đạo siêu mộng trình bày cùng quý vị. Nói đạo thì do nhân viên, mặc dù sáu lần dùng hết khả năng nhưng mà nó cũng không có thể nào không sai sơ xuất. Vì vậy mà quý vị cũng quan hỷ và thay mặt lần nữa quan nghênh tinh thần của đồng đạo đứng ra nghi vấn hết sức là tốt đẹp. Vậy giờ này trước khi đồng đạo siêu mẫn bàn đại giống lý của đức thầy, vậy giờ xin mời đồng đạo Mỹ Khuyên đến đây đọc lại một đoạn đoạn giảng và xin mời đồng đạo vỗ tay. Và một đoạn giảng trong quyển năm, vậy xin mời đồng đạo. Kính thưa quý ông bà cô bác, tôi xin đọc một đoạn giảng của Phật thầy trong quyển năm. Nam mô A Di Đà Phật. Lòng một kiếp tây thôi.
nếu mà hậu cần mà đọc vậy thì quý vị là cũng rất hay rồi ha. Vậy giờ này chúng tôi xin mời đồng đạo Kim Nhật đến đây để rồi ủng hộ một đoạn giảng cho đồng đạo Siêu Mỏng chúng ta. Vậy xin mời đồng đạo Kim Nhật. Vậy giờ này đồng đạo đứng ra để đọc lại một đoạn giảng, vậy xin mời ủng hộ một tràng đọc vô. Nam Mô A Di Đà Phật. Vừa qua đọc hai đoạn giảng, kế tiếp là xin mời đồng đạo Siêu Mỏng đến đây để trình bày cùng quý vị. Quý vị cũng hoan hỷ cho đồng đạo Siêu Mỏng thì tánh thuần lương, vẻ mặt vui tươi, không có được là trang nghiêm. Vì vậy mà quý vị cũng là thông cảm cho đồng đạo Siêu Mỏng. Vậy trước khi đồng đạo lên để trình bày cùng quý vị giao duyên, ủng hộ cho đồng đạo một tràng vỗ. Buổi tối hôm nay
là giờ sinh hoạt để mình nói cái lời chia tay. Thì thưa quý vị, quyển sách hay nó cũng có hồi ca kết rụng. Thế thì bèo hợp để gọi tan, căn tròn để gọi thiết. Còn mọi hộ nào mà chẳng quên thay, mũi chia tay nào không cho hoài bước nhắc. Nhưng những làm sao cho lòng tin luôn vững chắc, mãi không thờ thắt chặt của ngàn tu. Chung hướng tu gạt quá một lo tù, về cực lạc ngàn du trong tự tại. Cái mà con như trời ông cảm động muốn mưa luôn rồi. Bây giờ chừng nào mà mưa lớn nghỉ nó chị lại cái tiếng nói con nó nhỏ quá à, không là mưa lớn là thôi. Chừng nào nghe được thì cô bác nghe, còn không được giơ tay đầu hàng, không biết chứ không biết. Thôi giờ ở trên đây nói chứ không biết chuyện gì nè. Nói cho hai gỗ tay chứ gỗ tay hổ, chứ thấy gỗ gỗ theo chứ không biết gì đâu. Rồi giờ hỏi cô bác ở bên đó còn nghe được không? Ở bên đây quý vị còn nghe rõ không? Rõ đúng không? Rõ coi càng khó tay mình tiếp tục. Chuyến tham quan 4 ngày sắp hết. Tuy bà con mỗi mỗi mặt đường dài, khi thăng trầm nước lại vui say. Đức thầy dạy mình nghe, mô lòng thương chúng thiết phương tịnh độ, đạn dắt nhiều tất cả chúng sanh, liễu nhai cố trí làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng dạng vật dầu thiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ như tâm tin nguyện phụng hành, được cứu cánh về đây an dưỡng, chỉ một kiếp tây phương hồi hướng, thoát mây đồ giấc cột luân hồi. Chỉ có kiếp thôi mà cô bác dạy cho em mình đã nản trí không được nghe, mình tu làm sao bền nghe, đừng có nản trí nghe. Cô Năm Võ Thị Hội nản trí cái thầy la đó, cái thầy đó đó, thầy thấy con nai đóng cõi trần, đường tu lơ lãng chẳng ngăn cần, thương thay công quả tu từ trước nay muốn bỏ đành rốt thiện nhân. Vì thế mà chế nhiễm trần hoàng đượm thánh sơn, chiêm bao cuộc thế chẳng thường còn, chi bằng nhớ lại câu hồng thệ tỉnh ngộ nghe thầy dạy con. Đức thầy kêu Năm Võ Thể bằng con mà kêu mình bằng con, tỉnh ngộ nghe thầy dạy con, hỏi con đời tục rất hơi tinh, trí huệ trao dồi kiếm nhỏ thanh, mãn kiếp hồng trần sanh lập quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Cho nên thế mà đó chúng ta đi thẳng việc làm đi. Bây giờ cô bác dặn trên chiếc này đó là mình cúng lại, mình ăn chay, mình niệm Phật, mình làm lành đi về Phật chiếc này. Chiếc này là quý vị mà hết khổ, còn bằng không thì ở thế gian là, ở thế gian là khổ. Lúc mình hơi đèn trí rồi, giống như chiếc đò mà cô bác dặn trên mình đò chiếc chót rồi. Ta nói đò thì chiếc chót mà không đi xuống xuống thuyền là ở lại đi, là ở lại đêm. Ở lại đêm hồi xưa ở lại đêm là đó, cọp nó ba nó bóp, là beo nó bóp, con sư tử nó bóp. Vì thế mà hôm nay đó, chúng ta sống trong thế gian trời tối rồi phải đi về. Trời tối không về rồi đó, cha mẹ la, cha mẹ đầy. Chúng ta hôm nay đó, Đức Thầy chúng ta là Phật, đang trông, đang ngóng, đang chờ chúng sanh, là chúng ta đang chờ để về Phật. À, về Phật mạnh đương và tịnh độ tu. Bây giờ cô bác hãy xem mình đó. Chúng ta nương vào tịnh độ tu niệm Phật, quý vị biết gì không? Niệm Phật tăng nghiệp, niệm Phật có phước. Trong kinh nói là bớt nói một câu chuyện để niệm nhiều câu Phật để có phước. Đồng thời trong kinh nói là lễ một lễ Phật là tội việc thằng xa, mà niệm tiếng Phật là phước sanh vô lượng. Cho nên vì thế mà đó là Đức Thầy nói thêm, Đức Thầy nói thêm đó là cứu khổ Nam Mô vô lượng phước. Chúng ta niệm Nam Mô Phật mà phước vô lượng, mà cứu khổ luôn, tai nạn vượt qua, mà cô bác dạy trên mình đó là phước vô lượng. Cho nên vì thế mà phước vô lượng là mình nam không. Bây giờ chúng ta làm có tiền tỷ thì phải nhắm được, mà hôm nay ta niệm Phật mà phước vô lượng nhắm không được, mà nhắm không được sau này chúng ta về Phật, tại vì phước quá cao. Khuyên chúng sanh niệm Phật cõi đời là phước cao, đồng thời chúng ta niệm Phật để về cực lạc. Đức Thầy đó là kêu gọi mình đó, ao xem báo Tây Phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Để quý vị mình đó, chúng ta chuyến này về Phật, mà về Phật thì cô bác dạy cho em mình đó, chúng ta đó là làm sao cho mình niệm Phật cho ta nghiệp nha, để về Phật nha. Đức Thầy nói đó, niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, ta chưa tu nghiệp mang quá rồi, đồng thời khi tu rồi có khi tạo nghiệp nữa. Vì vậy mà hôm nay muốn cho mình tan nghiệp thì niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp,
Bây giờ mình niệm Phật để nghiệp tan, niệm Phật nghiệp tan, niệm Phật nghiệp tan. Vì vậy mà niệm Phật nghiệp tan là nhất thời chúng ta điểm lên, điểm lên, điểm lên ngoài. Thì tự nhiên nhất thời phước nó tăng lên để chúng ta về Phật. Vậy thì đó không? Vậy thì con giảng thầy dạy đó là lúc quỳnh hơi đèn trí sơ đại ý là cảnh thế gian là quá khổ. Bây giờ đó là cõi cực lạc bên kia là quá vui. Vậy mà trong chúng sanh nghĩ tận đôi đầu về cực lạc mới là hết khổ. Rồi bây giờ thay sang đề tài đề khác, tức là tiếp theo Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng tôi thay mặt quan nhân tinh thần của đồng đạo sao lành, vậy thì xin mời giới chủ nếu vừa qua trình bày hai câu giảng nếu bằng lòng thì xin cho qua. Vậy xin mời ủng hộ cho đồng đạo sao lành một tràng vỗ tay. Giờ này chúng tôi xin hỏi đồng đạo sao lành, bây giờ chúng ta bàn ba đề tài hay là bàn đúng một giờ? Vậy thì bây giờ xin mời đề thứ ba, nếu tới đâu ngừng tới đó. Vậy thì có một đồng đạo hỏi đồng đạo sao lành trình bày dùm đồ lao muốn ánh sống nghe ta bố thí kỳ trai giữ giới mà mời đồng đạo trình bày dùm cho chúng ta được nghe chung. Xin mời đồng đạo, ủng hộ đồng đạo một tràng vỗ tay. Tới là xin mời đồng đạo. Rồi quá chị mình ra bữa nay giờ này đó còn ra đời tài chốt thì hỏi đồ lao muốn đánh sớm người ta bố thí thì gia giữ thế giới mà, thì hai câu giảng này đó nằm trong bài là ai người tri kỷ. Ai người tri kỷ quá chị em mình đọc bài á, thì thôi mình đọc bài ai người tri kỷ mà đồng thời đó đọc cái câu trên đó bá tánh say xưa mùi phú quý sau này sẽ dốn cảnh đồ lao. Bây giờ cô bác cho anh chị em mình bá tánh say xưa mùi phú quý phải không? Sao là sẽ dốn cảnh đồ lao với đồ lao? Tôi hỏi sao đó đồ lao muốn lánh sớm nghe ta. Bây giờ bá tánh say xưa mùi phú quý tức là chúng ta say đắm thế gian ngũ dục, mùi phú quý là ngũ dục. Đọc ra còn gọn nha, danh lợi tình năng ấu mà cô bác cho anh chị em mình đắm mình say, đắm say một phút có cõi lành xa. Thì bá tánh say xưa mùi phú quý sau này sẽ dốn cảnh đồ lao. Thì tới là đồ lao muốn lánh sớm nghe ta. Còn có mấy phút còn ngồi ngồi nữa hà, đâu có nó gọn nha, một phút nào. Bây giờ là đồ lao muốn lánh sớm nghe ta. Bây giờ đó đồ lao tức là con đường khổ, đồ là con đường, lao là khổ. Đồ lao là con đường khổ nhọc. Ý nó khổ đã dòng bà nó giờ đó. Mà muốn lánh, bây giờ cảnh ta bà khổ, muốn lánh thì sớm nghe ta. Có hai câu hả? Ha? À, mấy câu sau mới pháp tu thôi bằng gì được rồi, bằng gì cho nó không mau giàu. Chứ đồ lao muốn lánh sớm người ta mà đó là phải bố thí trì chay đó là mới là mới sớm lánh được. Trì chay bố thí và trì chay giữ giới mới sớm lánh được. Thì đồ lao muốn lánh sớm nghe ta. Câu một hả? Bố thí trì chay vậy là con sau này có pháp tu pháp trình bày rồi. Bây giờ đồ lao cảnh khổ đã có bàn rồi. Bây giờ nếu bàn nữa lấp nha. Bây giờ muốn lánh cảnh khổ thì phải là bố thí, phải trì chay, phải giữ giới. Mà cái bộ ba này cô bác chẳng chém mình đó là lánh đồ đâu, là lánh cảnh khổ. Bây giờ mình bố thí, cô bác chẳng chém mình hôm nay đó mình bố thí nha. Mình đó là hôm nay làm sao mình bố thí, Đức Thầy dạy mình đó bố thí đó là phải gì bổ phận. À bố thí phận nha. Chúng ta giúp đời trình đợi trả ơn, miễn tròn bổ phận, hay ơn bạc vàng. Cho nó dọn dàng không ta? Đối với thầy bữa nay sau này lựa lựa con dọn dàng không hả? Cho nên thế mà đâu có đang dọn dàng, có đống nha. Có đống xin đập luôn nha. Đức thầy nói đó, ô kim vàng ấy ngàn cân, dương gian nước đỏ, lập thân cho tròn. Bây giờ ô kim là vàng đen, là vàng quý. Mà vàng đen dụ cho cảnh thượng môn, vàng đen dụ cảnh thượng lạc. Mà hôm nay mới đổi, ô kim vàng ấy ngàn cân như ai muốn đổi, ai muốn gì đó. Ai muốn về thượng môn, ai muốn về thượng lạc. Thì dương gian muốn đổi, lập thân cho tròn. Tức là cái câu này đầu lao muốn lánh sớm người ta. Thì hôm nay đầu lao là khổ, muốn lánh sớm người ta phải bố thí. Bây giờ bố thí là nãy nói là bố thí là chúng ta đó là vì bổn phận. Hồi nãy đó coi anh em mình đó sau này ta kêu tôi ghi. Tôi nói bây giờ đó là nó tất giờ rồi, không kịp ghi. Thôi bây giờ có gì mình làm bổn phận đi, tức là giúp vô nãy đó. Giúp vô là coi như là vô như thế đó. Chúng ta bố thí mà bố thí đó là ta bố là vô như thế đó. Cho nên vì thế mà chúng ta
hôm nay giúp thầy dạy mình đó là phải bố thí, phải giúp đời. Cho nên thế mà khi bố thí giúp đời là cái nhân mà cô bác cảm cho mình sao được thầy, nó là phước nhiều, tiên cảnh lên trời, mà có điều tội nhiều sao đó, nhiều ngày thắng thôi. Vì thế mà đức thầy mới kêu mình đó là bố thí. Bố thí đó, đức thầy đó là bố thí để sao? Là bố thí muốn trừ tham phải lựa cách nào, phải bố thí dẹp lòng ích kỷ để cho cô bác cảm cho mình đó là chúng ta hôm nay mà mình hôm nay mình bố thí để cho mình có phước, ta mình có phước nha. Chứ quý vị mình đó là chuyến này đó là muốn chúng ta muốn về tiên, chúng ta muốn về Phật, chúng ta muốn sống tự nhiên thì cô bác cảm cho mình phải biết bố thí. À, bố thí giúp đời, đồng thời bố thí là trì chay. Trì chay tức là chúng ta đó là ăn chay. Nếu như mình ăn chay nha, ăn chay kỳ cho trời, chúng ta cũng phải trì nha. Chứ dưới dân là mình 4 ngày, phải 4 ngày hoài nha. 6 ngày, 10 ngày tốt. Đức thầy nói đó, chay 4 bữa ý là quy tắc của kẻ thuần chỉ giấc chúng sanh. Vì vậy mà hôm nay nếu 4 ngày thì 4 ngày hoài được bỏ. Có người đó 4 ngày chay bữa nay sáng cái chiều cái ăn chay, cái tối cái 9 giờ 10 giờ cái nấu cháo, nó sốt ruột qua nấu cháo, nấu cháo thì không được nha. Ngày rằm cái bộ khách ăn chay, sốt ruột ban đêm nướng thở dài, chờ đến đêm kia dình thật ngủ, nướng khô tay xé đó, miệng vừa nhai. Phật ở trên cao, Phật mỉm cười, rằng con sao khéo thảy hơn người, ăn chay mỗi tháng đôi ba bữa, lề lối tu hành chớ dậy mười than rằng sốt ruột quá lắm Phật ơi, nhịn cá hôm qua khổ lắm rồi, con tưởng đêm khuya rằng Phật nổ chỉ ăn tết miếng gì là chỉ ăn tết miếng thôi. Cho nên thế mà đó là giấc này đó có gì chúng ta là coi như đó là Phật ở trên cao, Phật mỉm cười rằng con sẽ có thể ăn người ăn chay mỗi tháng đôi bữa, lời nói còn chỉ ngôi than rằng sốt ruột lắm Phật ơi, nhịn cá hôm qua khổ lắm rồi, con tưởng đêm khuya rằng Phật ngủ. Giờ con sao mà không trổ rồi. Cho nên thế mà đời thì bây giờ thân quên nha. Chứ bây giờ đó, con sau này đó nói là con đó là hứa với Phật đó là con ơi, từ đó tới là không bút con, thì nó bút con đó không còn đó là coi như ăn khô nữa. Thì thưa cùng toàn thể quá chưa, vậy thì hôm nay bố thí một trì chay, chúng ta ăn chay kỳ, cô bác cạnh chúng ta cũng nắm giữ hoài để cô bác cạnh chân mình đó mình trở thành cái người có dữ giới có hiền. Bởi đức thầy cho biết đó, trong bát gia nhiều ít lòng chay để giữ trọn trong nền Phật pháp. Trong bát gia giữ lòng chay tức là ăn chay 4 ngày 6 ngày 10 ngày ăn chay kỳ, ăn chay trường thì nhiều, mà 10 ngày 6 ngày 4 ngày nữa. Nhưng mà trong bát gia giữ lòng chay thì để giữ trọn trong nền Phật pháp. Chúng ta chay kỳ nhưng ta giữ giới. Bây giờ ăn chay kỳ cũng phóng lợi, ăn chay kỳ cũng hiếu thảo. Bây giờ ta tu sao mình tu vậy, mình chỉ ăn chay kỳ thôi chứ thật ra ta tu sao mình tu vậy. Người ta có hiếu thảo thì cô bác chẳng cho mình phải có hiếu thảo. Người ta đó là giữ giới, mình phải giữ giới. Người ta đó cúng chay, đám giỗ cúng chay, mình phải cúng chay. Dù chơi cái kỳ hay ăn chay trời, chúng ta cũng cúng chay. Và đồng thời cô bác chẳng cho mình đó là chúng ta đó là đồng đạo tu sao mình tu vậy, đó gọi là trong cái gia giữa đồng chay để giữ trọn trong là Phật pháp để chúng ta sống với đời. Đồng thời bố thí thì chay giữ giới, giữ giới thì có cha mình đó giới thì giữ là tám được cấm. Điều thứ nhất là chẳng nên uống rượu, cờ bạc, á phiện, chơi bời trên đầu liếng, phải giữ được đầu linh lý tam tăng ngũ thường. Vậy thì hôm nay đó cái điều thứ nhất của bác chẳng cha mình có phạm không, uống rượu có phạm không, cờ bạc có phạm không, là đàn liếng đó chắc vậy, đó là bỏ buồn buồn thì chắc là chúng ta giữ giới. Mà giới luật đó trong kinh nói đó, giới minh nhân nhật nguyện, như anh lập châu, di trần mùa tác chúng, do thị thành chánh giác. Giới sáng như mặt trời mặt trăng, như tuổi lạc, các bồ tát không di trần, cũng do giữ giới lực mà thành chánh giác. Đức thầy dạy là, điều thần yếu là giữ giới lực thần ngày. Vì vậy mà chúng ta hôm nay đã đương theo lời thầy dạy để chúng ta giữ giới lực. Mà tám điều răn cấm cô bác dạy cho mình giữ, giữ chứng này cô bác dạy cho mình làm sao đó là điều lành.
trong kinh nói đó, trong kinh nói đó là cái như đó là cái gì là tam thế Phật pháp giới di căn bản bất tôn của đạo diễn mà thôi. Vì vậy hôm nay chúng ta làm sao chứ này đó là mình có dự giới, và dự giới thì đó là giờ hôm nay đó là tối độ cầu, đừng có diễn vào, người tránh xa, mới gọi chú cao, xa bốn giác, mang điều do nhó, tổ ấm diễn vào, thân thể bất an, xác minh nó ngày kia lao khổ, ta nhiễm xét từ đời bằng cổ, ta dục mà đảm thành tiên, mà đời nay theo nó liên miên, chữ tài cổ khổ duyên một kiếp, bị tội cướp, nào ai có tiếp, mà đời nay nó cứ mãi làm, chữ cứ lần, thiên chấp có làm, mà đó là lao lý tấm thân trọng thân tình ấy. Vậy vậy mà trong tứ đổ tù mà cô bác chẳng chết mình phạm giờ là phạm rồi. Hôm nay nương thân lại thành đại để cô bác chẳng chết mình có giữ giới là tám điều cấm là xong rồi, là điều đáng cấm thứ tám là chúng ta về Phật, mà chúng ta về Phật nha, về Phật chứ này là chúng ta có giữ giới. Điều thứ tám tên tắc ta có tương yêu lẫn nhau cho con một cha dường dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức, nếu ai giữ được đạo lành chọn sáng về đây khỏi tây phương an dưỡng mập đảnh hoàn toàn đặng ta lại cứu giúp chúng sanh. Tại giờ đây thì ba đề tài thì giờ này đúng giờ tiếng mạo dịch, trước khi dứt lời chúng cầu chúc cho toàn thể cô bác dạng xem chúng ta trong cái đêm nay, chúc cô bác dạng xem mình đó mình an lạc và mình hạnh phúc. Chúc quý vị mình đó chúng ta đó là khi sáng cúng rồi khi về nhà bố cha mình làm sao mình sửa mình nha, sửa mình cho nhất là về đó là nếu vợ đi về đó chồng khen, mà ông chồng đi vợ khen, mà con đi thì cha mẹ khen, về tới nhà tốt, đi thưa về cũng phải trình nha, đi thưa về cũng phải trình, công nhu công ngôn ngôn công dung ngôn hạnh thân mình phải trao. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng tôi thay mặt quan nghiêm chung cho đồng đạo sáu lòng một dàn vỗ tay. Quý vị biết đó là chương trình là nghi vấn là phải nói hết sức là khó, mà lại là can giờ nữa. Vì vậy mà sáu lòng không thể nào mà làm cho nó nhớ nổi. Còn riêng về chúng tôi làm sứ ngôn mà đứng ở sau quèo hoài tôi cũng không nhớ nổi nữa. Vì vậy quý vị cũng thông cảm. Giờ này đến cái phần thứ hai là được đồng đạo siêu mỏng trình bày cùng quý vị. Nói đạo thì do nhân viên, mặc dù sáu làm dùng hết khả năng nhưng mà nó cũng không có thể nào không sai sơ xuất. Vì vậy mà quý vị cũng quan hỷ. Giờ sắp chia tay tôi làm nghe thấy rằng nói tình thâm ta đã được đi chung, biết bao giờ mới được chung phùng. Sau thì hãy đi theo con đường nhận được đi thế này hậu cần và ban tổ chức có điều riêng sơ xuất không nên mong bà con vui vẻ tỏ bài và những tha thứ. Giờ chưa tay với tôi là một cô chú, tại quê hương lộ mà cô giáo rồi dạ. Cháu. Sao có giáo này có giáo nữa. Rồi cháu đoàn kia nó bỏ rồi, thôi mình hâm lại ăn. Cháu ăn được mà, nó đâu có thiêu đâu. Rồi rồi. Cái cháu dựng cái gì đâu. Rồi rồi. Mà nó thiêu mình ăn được thôi chứ. Rồi. Đoàn kia về chú. Rồi. Sáng về. Mất nhà rồi đó. Mất nhà rồi. Mất nhà rồi. Mất nhà rồi. Mất nhà rồi. Mất nhà. Chú này nhiêu tuổi rồi? Dạ 76 rồi. Wow, 76 hả? Dạ. 80 rồi. Ủa hồi bữa nay chú thiêu suốt rồi luôn hả? Dạ. Ở đây là sao? Là sao cháu, chú? Cháu. Cháu hả? Hỗ trợ phải không? Đi chung nào. Đi người già rồi phải có gì đó, phải có người khác đi theo. Dạ. Chú ở đâu? Ở xã Thành Phú mình đó. Ở đâu? Xã Thành Phú rồi đó. Thành Phú rồi đó hả? Bởi cái thời nó đang xuống quá. Cái thời của ông Phật là gì mà ông Sáu còn nạp tôi luôn chứ.
thì để mình phụ bà con mình có biết thời gian lớn giá không biết nha được không thì coi cái chị Kim Lương mới đọc lại bài Hồng Gắn Kim Kia thì nói chuyện mình cũng lại chút xíu á nói chuyện cũng lại xin chào với anh cũng vậy thì chơi đọc mẹ quá cho nên thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
mấy đứa em nhỏ đó, trẻ
không? Quang hòa vào lối sáng trong, quang hòa